An biên tập xin kính chào quý vị khán giả, rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin ngày 11 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc, lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều độc giả và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm, bị chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 32 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước trên 4 mét, có nơi lên tới 10 mét vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa một số bản tin rất ngắn và rất kín đáo. Để kiểm soát thông tin, cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp, đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng chính phủ của Trung Quốc luôn dùng thủ đoạn để phong tỏa thông tin, che đậy những âm mưu, thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trung Khánh và nặng nề nhất là thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, nơi đã trải qua đại dịch COVID-19. Thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà đi về những miền quê khác để sinh sống cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang cả Campuchia và cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình và sự việc kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít. Một số trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán mang tên ABC của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang có mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ 3 trên thế giới đang bị lũ quét, sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này, nước đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước. Và nếu như mực nước này phá vỡ con đập thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan ban ngành của chính phủ ông Tập Cận Bình sẽ bị vùi dập và bị cuốn hết ra ngoài Biển Đông. Điều này đã khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon và ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị. Bởi trong thời gian vừa qua, phía chính phủ Trung Quốc đã gây ra rất nhiều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ thông báo qua kênh vệ tinh cho biết, nhiều ngôi làng trong đó có hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm, làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán, đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lênh phênh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại không thể đong đếm được ra tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay, thì đó quả là một điều không sai khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, có những nơi ngập tới tầng 2 và tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống, làm cho 31 tỉnh thành của phía Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua. Tất cả đều bị phong tỏa. Theo thông tin của Mỹ cho biết, ngày 10 tháng 9, Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống, làm cho con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận ở khu vực con đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh. Như vậy có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này đã làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao. Tuy nhiên, chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao. Phía Trung Quốc cũng đã bưng bít không cho thông tin tiết lộ ra bên ngoài để bây giờ hậu quả là rất khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ của Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán, bưng bít
những thông tin không cho tiết lộ ra thế giới bên ngoài. Mỹ kịch liệt lên án phía chính phủ Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt và nhiều ngành nghề bị phá sản hoặc nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên. Đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho phía chính quyền ông Tập. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang đợt mưa lũ đầu mùa năm nay. Trong vòng 20 ngày đầu của tháng 8, ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, lên tới 36 người. Ngày 10 tháng 9, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay ở vùng đông nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá lênh láng. Đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh thành, lưu vực con sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng trong cuộc sống và đã có gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ ngày thứ 5 dao động phổ biến từ 5cm, có nơi lên tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Theo thống kê chưa đầy đủ, những trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người của Trung Hoa Đại Lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AEA, thiệt hại về lũ lụt gây ra của Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ của Trung Quốc phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm 2023 tại Trung Quốc dự báo sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 những trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt là AEM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt, gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998, gây ra thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề. Sau các đợt như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và năm 2016, hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên Hiroko và Antitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau. Kiểu mô hình khí hậu hiện đại, xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là đối với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác. Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp, mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở của phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8 tới đây. Hiện hai trung tâm khí tượng thủy văn của Mỹ và Nga cho biết độ phân giải của cả lượng mưa trung bình và cực đoan ở mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những năm tới. Vì thế các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới. Nên bây giờ mẹ thiên nhiên giáng đòn cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc đang trải qua khủng hoảng về kinh tế, chính trị đang tàn phá một cách khốc liệt nhất, thì bây giờ lại đến thiên tai, lũ lụt, lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong một trận mưa lũ và lịch sử lần này, nếu như trong một vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ về phía Trung Quốc. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.